Liên quan vụ hàng nghìn chứng minh thư của người Việt bị giao bán với giá 9.000 đô trên diễn đàn hacker quốc tế, Bộ Công an cho biết đang điều tra xác minh thông tin. Theo thông tin Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nắm được, 17 ghi dữ liệu được giao bán gồm ảnh chụp chứng minh nhân dân kèm địa chỉ, số điện thoại và email. Người mua có thể thanh toán bằng tiền điện tử hoặc lựa chọn bằng cách giao dịch với một bên trung gian. Các hình ảnh trên mạng Internet cho thấy đều là chứng minh nhân dân dạng cũ, không phải căn cước công dân mới. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẳng định đây là chiêu trò không mới của tội phạm, đã từng bị đơn vị phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Liên quan vụ tài xế taxi bị cướp chém trọng thương vào chiều 16 tháng 5 trên đường Senco 5, khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông, Hà Nội, cơ quan công an cho biết đối tượng là Đặng Phạm Sáu, sinh năm 1970, trú huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đáng chú ý, Sáu là đối tượng đang bị công an tỉnh Thanh Hóa truy nã liên quan tới một vụ án mạng xảy ra hôm 23 tháng 4 tại một hiệu cầm đồ ở thị trấn Cẩm Thủy. Cũng liên quan vụ cướp chém trọng thương tài xế, công an huyện Thanh Oai cho biết đã tiến hành xác minh clip người đàn ông mặc quân phục công an đứng nghe điện thoại trong khi tài xế vật lộn với tên cướp. Theo đó, người mặc quân phục là đại úy Nguyễn Thanh Lâm, công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an Hà Nội đã chỉ đạo công an huyện Thanh Oai kỷ luật đại úy công an này do thiếu trách nhiệm. Trong lúc tuần tra, tổ công tác 911 công an thành phố Đà Nẵng phát hiện hai thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, cầm theo dao phóng lợn dài. Lập tức, tổ công tác đuổi theo yêu cầu hai thiếu niên dừng xe, nhưng các đối tượng không chấp hành mà dồ ga bỏ chạy. Các trinh sát đã kịp thời khống chế được thiếu niên ngồi sau cùng hung khí. Tại công an phường Hòa Minh, thiếu niên bị bắt hai tên Nguyễn Văn V, 16 tuổi, trú đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, về khai được Tâm cùng chú tại đường Tô Hiệu chở đi thanh toán mâu thuẫn với một nhóm khác ở khu vực bệnh viện Ung Bướu.